Xin chào mọi người, mình là Minh đây. Mình lại quay lại với một chuyên mục rất là vui vẻ, đó là có thể bạn biết thừa. Đây là một trong những điều mà có lẽ ai dùng máy tính hay bất kể thiết bị gì chúng ta cũng đã từng phải làm hoặc sẽ phải làm. Đó là xóa ứng dụng. Có thể một ngày đẹp trời chúng ta thấy ứng dụng này rất là thừa thãi, hay là cài cái ứng dụng này về, cài trò chơi này về rồi xong lại không bao giờ động đến. Và đến một ngày hết dung lượng thì chúng ta sẽ phải tìm cách xóa bỏ chúng nó đi. Thì trên những chiếc điện thoại thì các bạn thường đã biết cách xóa sao cho đơn giản và dễ dàng nhất rồi. Thế nhưng mà có một trường hợp đặc biệt đối với những bạn nữ, đó là khi sử dụng MacBook chúng ta không biết cách để xóa ứng dụng đi như thế nào cả. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu nhanh với mọi người có 3 cách để xóa những ứng dụng trên MacBook cực kỳ đơn giản. Bắt đầu thôi. Rồi, như mọi người có thể thấy thì bên cạnh đây chính là cái giao diện, cái màn hình máy MacBook mà mình đang sử dụng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cách xóa ứng dụng luôn nhá. Cách xóa dễ nhất đó là mọi người vào Launchpad. Thì nếu ai chưa biết thì Launchpad chính là kiểu cửa sổ ứng dụng, nó giống như ở trên iPhone hay trên ứng dụng điện thoại, nó sẽ có cái cửa sổ đấy. Thì mọi người có thể thấy ở dưới này, cái biểu tượng này chính là Launchpad. Hoặc như mình thì có để cử chỉ là chụm 4 ngón vào thì nó sẽ mở ra cái Launchpad đấy, rất là tiện lợi để chúng ta có thể xem những ứng dụng. Và cách để xóa ứng dụng trên này thì nó y hệt như là trên iPhone. Đó là chúng ta sẽ ấn giữ chuột, giống như mọi người giữ cái ứng dụng đấy, và nó sẽ rung lung lay lung lay và xuất hiện cái dấu X ở phía góc trên bên trái một vài ứng dụng. Thì đây là những ứng dụng chúng ta có thể xóa ngay trực tiếp ở trên Launchpad. Thì có rất nhiều những ứng dụng mọi người sẽ bảo là nhưng mà những ứng dụng không có thì chúng ta xóa thế nào. Còn đối với những ứng dụng mà có nhá, thì đơn giản là như này. Và chúng ta sẽ ấn ở góc trên bên trái, nó sẽ hỏi là are you sure to want delete. Thì thôi mình delete luôn, lâu mình không dùng cái app này, thừa thãi. Như vậy chúng ta đã xóa xong một ứng dụng rất là nhanh. Cái này chính là một lợi thế cho mọi người khi dùng Mac, đó là chúng ta sẽ không phải uninstall giống như ở trên những cái máy Windows rất là lâu, và chúng ta phải tìm rõ những cái folder có uninstall để có thể loại bỏ đi, hoặc là vào app and fixture, nói chung là hơi lằng nhằng. Rồi cách thứ hai dành cho những ứng dụng nào mà chúng ta không xóa được ở đấy thì lại còn dễ nữa, đó là vào cái Finder. Ai mà dùng thì đều biết là chúng ta thường xuyên động chạm đến cái Finder này. Đấy chính như là cái cửa sổ folder mà mọi người sử dụng, nhưng nó kiểm soát tất cả mọi thứ, hay còn gọi là My Computer ấy. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn ở bên phía bên trái có một phần đó là Application, có nghĩa là ứng dụng. Thì chúng ta ấn vào đây, đó là toàn bộ list những cái ứng dụng mà đang chạy ở trên máy của các bạn. Thì lúc ở đây, nhiệm vụ cũng y hệt như thế kia, rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần chuột phải vào một cái ứng dụng nào đấy xem có ứng dụng nào mình cần xóa nhỉ. Tạm thời thì chưa có, mà ví dụ là Zalo đi. Chúng ta sẽ chuột phải Move to Trash, có nghĩa là xóa nó vào thuật giác. Và đó là bạn đã gỡ được hoàn toàn ứng dụng đấy ra khỏi máy tính của mình. Rất là dễ dàng đúng không? Nhưng ở đây nó sẽ mắc lại một khó khăn là có một số ứng dụng nó không hiện là dung lượng bao nhiêu. Thế nên khi mà chúng ta muốn clear bớt dung lượng của bộ nhớ máy, chúng ta lại không thể không thể sắp xếp được. Chỉ có một vài ứng dụng thì nó hiện lên thôi. Vậy thì còn một cách thứ ba nữa giúp chúng ta vừa có thể kiểm soát và vừa có thể xóa đi những ứng dụng một cách rất là dễ dàng. Đó, chúng ta vào cái hình biểu tượng quả táo ở góc trên bên trái đấy nhá. Sau đấy ấn vào About This Mac thì nó sẽ cho ra một cửa sổ gọi là giao diện về cái máy tính của các bạn. Và chúng ta chuyển sang tab Storage là tab về lưu trữ, và Manage có nghĩa là quản lý cái tab này. Và sau khi đó chúng ta sẽ vào phần ứng dụng. Mọi người có thể thấy ở đây ứng dụng của mình là 24.2GB, Document tài liệu 140GB và các cái thứ khác nữa. Thì ấn vào Application, chúng ta sẽ có xuất hiện tất cả những ứng dụng ở đây, mà không có thể là có những ứng dụng không xuất hiện ở kia nhá. Và đầy đủ size, tức là nặng bao nhiêu, tốn bao nhiêu dung lượng của các bạn. Và việc bây giờ nó lại đơn giản. Quay trở về ví dụ mình xóa cái Adobe G này, bọn nào mà cài các ứng dụng Adobe thì đây là dùng crack nhá. Chuột phải, delete hoặc là chọn ở dưới delete cũng được. Như vậy là chúng ta đã gỡ xong ứng dụng. Và đó là ba cách rất là đơn giản ngày hôm nay mình xin giới thiệu mọi người trong cái chuyên mục có thể bạn biết thừa này. Bởi vì nó dễ mà, chắc chắn là có những người biết rồi và đa phần là mọi người biết rồi. Nhưng mà đây là dành cho những ai chưa biết. Còn nếu bạn biết rồi và vẫn có những điều mà bạn nghĩ rằng mình biết nhưng người khác không biết, thì comment phía dưới giúp mình sẽ cho luôn vào chuyên mục này nhá. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Ok, như mọi người có thể thấy bên cạnh của mình đây chính là giao diện của cái màn hình... Từ từ anh em bỏ bớt.